Sáng ngày 4 tháng 8, tại nhà văn hóa cộng đồng Bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh đoàn và Ủy ban Nhân dân huyện Hương Khê phối hợp tổ chức lễ hội Tết Lắp Lỗ của đồng bào dân tộc Chức, Mã Liền năm 2022. Tết Lắp Lỗ của đồng bào dân tộc Chức được tổ chức vào ngày 7 tháng 7 âm lịch hàng năm với ý nghĩa cắm lỗ gieo hạt, báo hiệu đã hoàn thành việc gieo trĩa trên nương rẫy. Đây là dịp để bà con dân bản ăn mừng, cảm tạ đất trời, cầu mong cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, sức khỏe dồi dào, con cái sinh sôi nảy nở, cuộc sống gia đình bình yên, no đủ, hạnh phúc và phát triển. Tết Lắp Lỗ có phần lễ và phần hội. Phần lễ gồm dựng cây nêu, cột lễ, cung nghinh lễ vật, nghi thức cúng lễ. Phần hội gồm các hoạt động dân ca, dân vũ. Nhân dịp này, ban tổ chức trao tặng nhiều phần quà cho các gia đình dân tộc Chức, giúp bà con đón Tết đầm ấm. Trao tặng 15 đàn gà sinh kế kèm theo thức ăn, thuốc thú y, đèn sưởi, hướng dẫn chăm nuôi và 150 cây ăn quả, hỗ trợ thanh niên dân tộc Chức phát triển kinh tế. Tổ chức khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí. Tại bản Rào Tre hiện có 46 hộ đồng bào dân tộc Chức sinh sống với 156 nhân khẩu. Nhiều năm nay được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp ủy đảng, chính quyền, bộ đội biên phòng nên đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc Chức ngày càng tiến bộ đổi mới. Bà con dân tộc Chức cũng đã biết cách tích lũy tiết kiệm, cách sản xuất lúa nước, chăn nuôi gia súc gia cầm, trồng rừng rau màu để phục vụ cuộc sống.